Xin chào các bạn nông dân và những người yêu thích chăm sóc cây trồng. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm thuốc trừ sâu Vetsimet 40EC là một giải pháp ưu việt trong việc bảo vệ cây trồng khỏi các loài sâu hại. Với thành phần chính là hạt chất mạnh mẽ Abamectin và Indolaclofit cùng với Butylate Hydroxytolene là thành phần chính với tác dụng diệt trừ sâu hại hiệu quả, làm giảm đạn hoạt động sâu và làm chúng ngừng ăn. Hợp chất này giúp bảo vệ cây trồng khỏi các loại sâu gây hại như bọ trĩ và các loài sâu khác, tăng cường hiệu quả của thuốc. Là phụ gia giúp bảo vệ và duy trì hiệu quả của thuốc trong thời gian dài. Công dụng của Vetsimet là đặc trị sâu cuốn lá, giúp kiểm soát triệt để loài sâu này, bảo vệ lá cây khỏi bị hại. Đặc trị sâu đục thân và sâu xanh da láng, xử lý các loài sâu này hiệu quả, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, kiểm soát bọ trĩ, rệp và giò đục lá, mang lại sự bảo vệ toàn diện cho các loài cây trồng khác nhau. Pha 7 đến 13ml thuốc với bình 25 lít nước, lượng nước phun là 4 đến 500 lít trên 1 hecta, nên phun thuốc khi sâu ở tuổi nhỏ. Bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn.